Chào mọi người, mình là Tiểu Đào. Hôm nay bộ phim mà mình mang đến cho mọi người có tên Chuột Bạch. Thế lực cảnh sát do Lee Sung-ji, Gomuchi đại diện, đại chiến với tội phạm độc ác nhất được lựa chọn trong hàng trăm kẻ rối loạn nhân cách, khiến mọi người không thể rời mắt. Câu chuyện bắt đầu. Năm 2000, trong vườn bách thú, một nhóm trẻ con đang quan sát loài rắn lớn nhất của Hàn Quốc, rắn hoa đen. Một cậu bé nghe nói rắn hoa đen ăn thịt chuột, liền cho nó ăn con chuột chẳng biết cậu lấy từ chỗ nào thông qua khu vực thức ăn. Bọn trẻ sợ hãi và bỏ chạy trước quá trình săn mồi tàn bạo của con rắn. Chỉ có một cậu bé vẫn đứng xem với vẻ thích thú. Và cái kết hoàn toàn không giống như mọi người đã nghĩ. Con chuột đã đánh nhau với rắn, khát vọng sống cực kỳ ngoan cường. Cảnh chuyển, năm 2005, một cậu thiếu niên đi vào giáo đường. Hỏi vị thần mà rất nhiều người tín ngưỡng, trước mặt chú, cháu cũng rất khác biệt phải không? Nghe nói lúc cháu ra đời đã không giống như những người khác rồi. Cảnh chuyển đến một đêm tuyết rơi năm 1995. Một người mẹ trong lúc trở về nhà đã dùng điện thoại công cộng gọi cho con gái để báo bình an. Hôm nay cô cố ý mua cho con gái một đôi găng tay đấm bốc làm quà. Lúc cô đang nghĩ xem nên tạo bất ngờ cho con gái thế nào, giữa đường cô gặp một cô bé chạy đến cầu cứu, nói bố cô lúc lái xe đã trượt tay đâm vào cây. Cô bé chạy ra tìm người giúp đỡ. Người mẹ tốt bụng này đi đến cứu, bỗng dưng bị người trong xe tấn công. Cô bé đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt rất phức tạp. Sau đó bịt tai lại và hét lên, đừng. Cảnh chuyển, cảnh sát đã trục vớt được một thi thể. Người chết là một cô gái trẻ tuổi đã bị mất tích một tuần trước trên đường về nhà. Người chết đã bị chặt đầu, trên tay phát hiện một dãy số và chữ tiếng Anh không rõ nghĩa. Đã có hơn 18 nạn nhân đã chết với cách thức tương tự. Đã một năm, cảnh sát vẫn không tìm ra được kẻ đầu sỏ. Người dân phẫn nộ với tổng thống, chỉ có thể hứa với người dân sẽ đích thân chủ trì cuộc điều tra. Rất nhanh, đội điều tra đã tìm đến Daniel, một nhân vật từ nước ngoài trở về. Anh là chuyên gia tội phạm học và tiến sĩ di truyền học. Nghiên cứu của ông phát hiện ra chứng rối loạn nhân cách rất hiếm có những gen liên quan đến sự đồng cảm. Và những kẻ giết người hàng loạt 1% tỷ lệ rối loạn nhân cách, gen di truyền liên quan đến sự đồng cảm hoàn toàn không tồn tại. Cho dù làm rất nhiều chuyện xấu cũng không có cảm giác tội lỗi. Daniel ủng hộ việc thực hiện xét nghiệm gen với độ chính xác ở giai đoạn bào thai. Một khi phát hiện ra gen của kẻ sát nhân, có thể bỏ qua ý kiến của bố mẹ và tiến hành cưỡng chế phá thai ngay lập tức và có thể loại bỏ những vụ án như thế này. Các nghị viên tham gia vụ án này đã chia làm hai phía. Các đảng đối lập nằm bên phản đối. Bọn họ cho rằng đây là hành vi vi phạm nhân quyền. Hàn Quốc là quốc gia không cho phép phá thai. Đảng cầm quyền với tư cách là bên tán thành kiên quyết đứng về phía xã hội làm ổn định tình hình. Thấy hai bên có số phiếu ngang bằng, một nghị viên vốn thiên về đảng cầm quyền lại đứng về đảng đối lập. Đến tối, Jung Ah-ji, lãnh đạo của đảng cầm quyền, tìm đến nghị viên nổi loạn đó để tính sổ. Thì biết rằng ông đã nhận được điện thoại báo vợ ông có bầu. Ông đã lâu mới có con nên không muốn để con mình mạo hiểm. Jung Ah-ji bình tĩnh nói, ông đã tước đi quyền lợi của một đứa trẻ được sinh ra trong một thời đại yên bình và thịnh vượng. Mặt khác, Daniel tham gia buổi họp xong liền đến thăm hai vợ chồng Seo-jun và Ji-un. Seo-jun là bác sĩ phẫu thuật não thiên tài. Trong những năm đầu, anh phát hiện ra Daniel, người dọn dẹp tại Đại học Cambridge giờ rất có thiên phú. Nhờ sự giúp đỡ của Seo-jun, Daniel bắt đầu học đại học, hoàn thành nghiên cứu mới có được thành tựu như bây giờ. Mọi người đang nói chuyện thì để lộ một tin. Ban đầu Daniel được nhận nuôi ở Anh. Những năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm người em trai của mình. Sau bữa tối, Seo-jun biết Daniel lần này quay lại là vì vụ án giết người liên hoàn. Tâm trạng anh có chút thất vọng. Ban đầu, em gái của Daniel, đồng thời cũng là bạn gái của Seo-jun đã qua đời vì bị bọn cướp tấn công. Seo-jun rất ghét thế giới của bọn tội phạm. Hai người bạn nói chuyện rất lâu. Seo-jun có chút không nỡ khi tiễn Daniel về khách sạn. Seo-jun không ngờ được rằng tối nay sẽ xảy ra một chuyện làm thay đổi cả cuộc đời mình. Cảnh chuyển, bố Go, mẹ Go đưa hai anh em Mu-won và Mu-chi đi cắm trại. Kết quả chẳng có ai ở khu cắm trại cả. Bố Go gọi điện cho ông chủ mới biết được nơi cắm trại tạm thời ngưng hoạt động vì tuyết rơi dày. Nhưng ông chủ lại đồng ý có thể để cả nhà bố Go miễn phí ở trọ một đêm. Kết quả lòng tốt của ông chủ đã khiến một bi kịch xảy ra. Lúc mẹ Go đi lấy nước thì gặp phải kẻ giết người liên hoàn. Bố Go sống chết ngăn cản đối phương để cứu vợ. Mẹ Go hoảng loạn đưa hai đứa con chạy lên xe, nhưng xe lại không thể khởi động được. Lúc này, tên giết người cầm đầu của bố Go từ từ tiến đến. Mẹ Go kìm nén nỗi đau trong lòng, dặn dò Mu-won chăm sóc tốt cho em. Còn mình thì ra ngoài dẫn dụ tên giết người, kéo dài thời gian cho hai con. Đôi vợ chồng bình thường và vĩ đại này đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì gia đình chân quý của mình. Mu-won vì không để em trai phát ra tiếng bị phát hiện, không cẩn thận đã khiến em ngạt thở và ngất đi. Thấy tên giết người đến lục soát xe, Mu-won vội vàng giấu em trai vào trong vali, còn mình thì cũng trốn đi. Tiếp theo, tên giết người bắt đầu đe dọa. Đầu tiên, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc vali. Vì bảo vệ cho em trai, Mu-won đã cắn răng xông ra để dẫn dụ tên giết người. Nhưng tiếc là tên giết người đã nhanh chóng bắt được Mu-won rồi đánh đập. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cảnh sát xuất hiện, tên giết người sợ hãi bỏ chạy. Bọn trẻ được đưa đến bệnh viện. Mu-won đang được cấp cứu. Tinh thần của Mu-chi rất không ổn định. Cảnh sát Park không quan tâm nhiều như vậy, cố gắng hỏi Mu-chi khuôn mặt của hung thủ. Thì ra con gái của anh cũng bị tên giết người bắt đi. Vào lúc các đồng nghiệp kéo cảnh sát Park đang mất bình tĩnh ra, Mu-chi bỗng dưng nói với mọi người, bất kỳ lúc nào tên giết người cũng ở trước mặt cậu bé. Mọi người lặng người trước câu nói của cậu bé. Mặt khác, sau khi mang bầu thì hay buồn ngủ, Ji-un tỉnh dậy. Cô vừa ra phòng khách thì gặp Seo-jun vừa tiễn Daniel trở về. Lúc này, cảnh sát bỗng dưng đến bắt Seo-jun đi. Thì ra tên giết người trước mặt mà Mu-chi nói chính là hình Seo-jun trên poster.
Cảnh sát Park một lòng muốn cứu con gái nên đã tổ chức tìm kiếm, nhưng tiếc là không tìm kiếm được gì cả. Lúc này Muji đi cùng với cảnh sát đã lấy trộm con dao trong bệnh viện và đâm Seo-jun. Cảnh sát Park ngăn Muji, rồi lỡ tay đẩy cậu bé vào người tuyết trong sân. Một chiếc đầu trong người tuyết bị rơi ra. Cảnh sát đã phát hiện một bộ não ở phần đầu của người tuyết. Ji-un đã bị sốc khi chứng kiến cảnh này. Muji vừa nhìn đã nhận ra là kẹp tóc của mẹ. Hôm sau, tin tức trên các tờ báo lớn đều liên quan đến Seo-jun. Tại nhà kính ở sân sau của nhà Seo-jun, cảnh sát phát hiện hai thi thể không đầu được cho là của bố Go và mẹ Go bị giết trong tuyết. Sau khi bị bắt, Seo-jun vẫn luôn nói với công chúng rằng anh không đắp người tuyết. Anh không hề biết gì về thi thể mà cảnh sát tìm được. Vợ anh chết lặng khi xem TV. Lúc này, vì lời tường thuật của nhân chứng thiếu uy tín, tòa án hủy bỏ lệnh bắt giữ Seo-jun và quyết định không khởi tố. Cảnh sát Park kích động ép hỏi Seo-jun tung tích của con gái mình nhưng không có kết quả, ông hoàn toàn suy sụp. Đêm tối, Ji-un và Daniel ở trong xe đợi Seo-jun được thả tự do. Ji-un hỏi Daniel chứng rối loạn nhân cách có thể yêu người khác không. Daniel nói với Ji-un rối loạn nhân cách từ khi sinh ra chỉ yêu bản thân mình, không yêu thêm ai khác. Sau đó, Daniel lại an ủi Ji-un đừng nên nghĩ nhiều. Chắc chắn Seo-jun bị oan, nhưng mọi chuyện phía sau đã nằm ngoài dự tính của mọi người. Vào lúc Seo-jun sắp được tự do, Ji-un đã công khai với cảnh sát và phóng viên một bức ảnh. Thì ra trước khi gặp Seo-jun ở phòng khách, cô đã tỉnh rồi, còn chụp được bức ảnh anh đứng ở trong sân đắp người tuyết. Lúc đó cô tiện tay chụp lại được, nhưng không ngờ lại trở thành chứng cứ rõ ràng. Seo-jun mỉm cười nói, vợ tôi thật thông minh. Ji-un đau lòng hỏi Seo-jun vì sao không yêu cô lại còn kết hôn. Câu nói tiếp theo của Seo-jun đã khiến mọi người sửng sốt. Coi như là cách duy trì nói giống mà thôi, tôi cần Seo-jun đời thứ hai. Sau đó, Seo-jun bị bắt lại. Daniel phẫn nộ đuổi theo, nhốt anh và Seo-jun vào phòng. Dưới sự ép cung của Daniel, Seo-jun thừa nhận năm đó em gái của Daniel không phải bị bọn cướp giết. Sau khi giết người, Seo-jun đã ngụy tạo hiện trường để đánh lạc hướng của cảnh sát. Người em vốn dĩ có cơ hội chạy trốn, nhưng Seo-jun lại lấy Daniel và người mẹ để uy hiếp, cuối cùng lấy mạng của mình để đổi lại bình an của hai người thân. Lý do giết người của Seo-jun không theo lẽ thường, là vì em gái của Daniel đã làm mất đứa con duy trì nói giống của anh. Lúc này, cảnh sát đẩy cửa bước vào đưa Seo-jun đi, để lại Daniel tan nát cõi lòng. Cảnh chuyển, lại qua được một thời gian, Ji-un đến tìm Daniel để lấy báo cáo kiểm tra gen của đứa con. Kết quả đã khiến cô suy sụp, đứa trẻ mang gen rối loạn nhân cách. Lúc này, Daniel nhận được điện thoại của kẻ thần bí, sau đó vội vàng rời đi, đưa bản báo cáo cho đối phương. Phía Ji-un cũng được một sản phụ khác an ủi. Chồng cô là thành viên của nhóm nghiên cứu của Daniel. Để giúp đỡ của cuộc thử nghiệm, cô cũng tham gia kiểm tra di truyền. Người chồng nói với cô kết quả kiểm tra không có gen rối loạn nhân cách, nhưng trên thực tế người chồng sợ vợ phải chịu đả kích nên đã nói dối. Cô vốn định bỏ đứa trẻ đi. Sau đó người chồng vì cứu một đứa trẻ lạ mặt nên đã qua đời. Người vợ nghĩ đến đứa trẻ trong bụng mình là sợi dây kết nối giữa mình và người chồng. Cuối cùng, cô lựa chọn tin tưởng người chồng đã qua đời và đứa trẻ chưa ra đời. Cô không phá thai nữa. Lời nói của đối phương khiến Ji-un trầm tư rất lâu. 5 năm sau, vì phạm phải tội quá tàn ác, Seo-jun phải chịu hình phạt cao nhất, nhưng anh vẫn ở trong tù thảnh thơi đọc báo. Tiểu Đào lên mạng tìm kiếm một lúc, từ sau năm 1997, Hàn Quốc không có án tử hình. Hiện tại trong tù vẫn có hàng chục tên tử tù bị giam giữ. Tử hình chỉ để trang trí. Vì vậy Hàn Quốc còn được coi là quốc gia thực sự bãi bỏ án tử hình. Lúc này, Seo-jun đang đọc tin tức về thi hài của con gái cảnh sát Park đã được tìm thấy. Thời gian mất tích 1995 chính là thời gian khi cô bé ở đầu video cầu cứu một người mẹ trong đêm tuyết. Xem ra đây chính là con gái của cảnh sát Park. Tiếp theo, Seo-jun lại thấy trên báo đưa tin Daniel có chuyến thăm chính thức đến Hàn Quốc. Lúc này, một con chuột bị kẹt ở cửa bỗng dưng khiến Seo-jun để ý. Cảnh chuyển, Daniel đang mượn phòng thí nghiệm của một người bạn thì nhận được một bưu kiện. Hai người rất tò mò người gửi bưu kiện làm sao biết được địa chỉ hiện tại của Daniel. Sau khi người bạn đi, Daniel mở bưu kiện ra liền giật mình. Bên trong là hai con chuột. Biểu cảm của Daniel nghiêm trọng khác thường. Tiếp theo, một chuyện cũ xảy ra vào năm 2000 đã xuất hiện. Cậu bé ở đầu đoạn video cho rằng ăn chuột từ nhỏ đã không giống với những đứa trẻ khác. 5 năm sau, đứa trẻ trở thành thiếu niên. Những hành động kỳ lạ của cậu ngày càng nghiêm trọng. Bức tranh kinh dị mà cậu vẽ ra khiến giáo viên sợ hãi, còn tự tay mổ xẻ con thỏ. Cuối cùng, bố của cậu bé bị gọi đến trường. Sau khi biết được hành vi bất thường của con trai, ông nổi trận lôi đình dạy dỗ cậu. Trong nhà cậu còn có một em trai và em gái. Hôm nay, cậu nhân lúc bố không có nhà đã hạ độc giết chết lũ cá mà bố yêu nhất. Jaemin thấy vậy, định ngăn cản thì bị cậu cảnh cáo. Sau đó cậu lại ôm cho cô đi, chú chó mà bố yêu nhất. Về đến nhà phát hiện lũ cá chết hết, người bố vô cùng tức giận. Vì bị anh trai uy hiếp nên Jaemin không dám nói ra. Em gái hồ đồ đã kể lại cuộc nói chuyện của hai anh trai. Lần này người bố đã nổi giận thật sự. Lúc ông đi tìm con trai thì phát hiện cho cô mà ông nuôi cũng đã bị giết hại. Trong lúc tức giận lại đánh cậu bé một trận như tử. Cậu bé cho rằng là Jaemin nói ra. Lúc tức giận chuẩn bị ra tay với em trai. Vào lúc quan trọng, mẹ của hai người đến kịp cứu được Jaemin. Cô định đích thân giết chết đứa trẻ ác ma này. Không ngờ cậu bé không chỉ còn sống, còn giết hại bố của mình. Cậu từ từ đi đến chỗ em trai và em gái ở trên lầu. Cảnh chuyển đến 15 năm sau, năm 2020, cậu thiếu niên đã trở thành tên giết người liên hoàn. Bản tin đưa tin phát hiện một thi thể nữ sinh đại học. Thảm án này cũng là do tự tay anh gây ra. Hết tập phim. Tập này đề cập đến một vấn đề gây tranh cãi rất nhiều trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng.
Nếu có thể phân biệt được thai nhi của tội phạm giết người thì có nên để họ đến với thế giới này hay không? Không biết quan điểm của mọi người thế nào? Video hôm nay đến đây thôi. Rốt cuộc thân phận của kẻ giết người từ đầu tới cuối phim là ai? Vì sao Seo-jun lại gửi chuột cho Daniel? Người mà Daniel bí mật gặp là thần thánh phương nào? Mong mọi người like và comment thật nhiều video mới nhé. Hoan nghênh mọi người đăng ký kênh của Tiểu Đào. Hẹn gặp mọi người kỳ sau. Bây giờ tôi đi rửa bát đây.